Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ta trùng thu dước đèn đi chơi, em dước đèn đi khắp phố phường. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ Huế với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Chắc là anh em bây giờ cũng đang đi chơi trung thu vui lắm đúng không? Ủa hình như hôm nay là hết trung thu đúng không mọi người? Trời ơi, hết từ lâu rồi bạn ơi. Trời ơi, hết từ lâu rồi mà mình vẫn chưa được đi chơi trung thu nữa bạn ơi. Bạn biết lý do vì sao không? Là bởi vì Phong không có tiền. Tiền lương của Phong mới là Sammy lấy hết thôi. Phong không có tiền để đi chơi trung thu, không có tiền mua bánh trung thu, mua lòng đèn. Buồn ơi là buồn luôn bạn. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay nè, mình đã mời tất cả thành viên của Hero Team. À không, thật có 4 người à. Đó là mình nè, Sam nè, Kai lại Sim. Trời mấy bạn, bảo đảm video này được ăn cơm tó ngập mồm luôn á. Ok. Hai cặp đôi luôn á nha. Hai cặp đôi luôn, tha hồ thả cơm tó luôn. Ok rồi, ăn cơm tó no bụng luôn. Đây, thì ở đây nữa bạn, bạn có nhìn thấy gì không? Để cho bạn xem nè. Tèn 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 tèn. Đó. Đây chính là tiền của Hero Team nè mọi người ơi. Tiền in hình Hero Team nè nha. Đi về xem. Xếp ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chim ơi, trời cái lỡ đụng quá xíu à. Trời ơi. Simmy lên dưới bởi vì cây đang đẩy xuống vậy ạ. À. Ok. Rồi bây giờ nè, chỗ này nè bạn, bạn nhìn nè, đây mình có đang có rất nhiều block tiền Hero Team bên dưới đây. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình, Sim và Sam và Kai đó chính là bọn mình sẽ phải đào cái block này để tìm được tiền, sau đó bọn mình sẽ qua bên kia. Bọn mình có thể mua được nhà nè, bọn mình có thể mua được biệt thự luôn, bên kia có nguyên căn biệt thự luôn kìa. Đó. Bên này thì có cả chỗ bán lúa đồ kiểu nữa. Bọn mình sẽ cùng nhau kiếm tiền để gọi là đi chơi trung thu nha bạn nha. Đó. Ok. Ok. Và trước khi vào okay. video nè, các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Simmy, Kyron cùng với tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video nào. Let's go. Rồi ok, thì hiện tại bọn mình đang đứng ở trên one block mọi người ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập cái lốc tiền này ra nha, để tôi đập trước cho. À, đập. Đào tiền. Cái gì? Trời ơi, cái gì? Ủa? Ông đào xong xuống dưới kia ông chơi vậy? Sao tôi đào khoáng xong rồi? Cẩn nha. Mọi người không rơi xuống mà tôi rơi ta. Ủa sao tôi rơi chậm quá vậy? Trời ơi trời. Cứu tôi với. Oh my god. Ai? Ủa đâu? Cái gì vậy? Trời ơi, tôi à, tôi lỡ tay thôi mà. Mấy cái người này kỳ cục quá. À. Đặt ra cái gì? À, block mọi người ơi. Ok, may quá có block để đứng rồi. Ok, đây bây giờ nha. Nhiệm vụ của mọi người á là phải đảo cái này là chúng ta sẽ được rất là nhiều thứ hay luôn. Ôi than nè. Ủa? Sim. Ủa, Sim hiểu hơn hả? Sim được nhảy cao nè, hay vậy. Ok, đào. Có bị hiểu đi chậm trời đi ra với má ơi, không đi được luôn với má. Ôi ơi mọi người, tôi cũng được nhảy cao nè mọi người. Rìu nè. Ok dạ. Ok. Ui trời ơi, tôi được cái quần kim cương. Đào đi mọi người ơi, để kiếm thêm đồ nè. Ui cái quần nè. Cái chữ hero tụi mình có 480 tiền rồi nè. Ui mình có tiền rồi nè. Ui mình được 500 đô nè. Ui vậy là 500 đô. Ok, được 500 đô luôn. Có đủ để mình qua bên kia mình mua nhà không ta? Từ từ mình đào thêm đi mọi người. Không biết nữa. Trời ơi trời. Đây đào thêm đi Phong ơi. Trời ơi càng đào càng nhiều tiền. Đó, nè. Ôi. Ui mọi người ơi, Sammy bị tàn hình đây kìa. Sammy bị tàn hình đây kìa. Ủa, sao tôi tàn hình luôn vậy? Cho cây vàng này, cây vàng bay không? Cây vàng bay không bay? Đó, đây, mọi người có bình tĩnh. Rồi, bị hình lại rồi. Cái gì đây? Từ Sim, từ Sim. Bây giờ nè, Sim đặt block đi qua bên cái căn biệt thự bên kia. Qua bên đó coi coi mình có mua được biệt thự không? Đang đi qua. Mình qua bên đó, mình mua biệt thự, mình quẩy mặt tay luôn. Ừ mình qua nó mình có biệt thự mình sống rồi, mình khỏi cần sống trên một block nữa. Từ tôi được cái gì đây? Sao vậy? Bảy. Ồ, tôi được cung tên nè. Trời ơi, 700 đô sao mà có tiền rồi tôi đào lên cho. Gì vậy? Cái gì Phong? Bắn gì vậy? Là bắn ông, cái làm gì đâu. Này hiện cái. chơi kỳ trời. Ơi người tôi nhiều đồ nha, giờ tôi té là mất hết đồ đó. Ok. Ui kim cương. Nhiều đồ quá. Ủa gì vậy? Ai cho tôi hưởng đi chậm tôi. Ai? Cái gì vậy? Cái đó sao ông đẩy tôi? Nó sẽ mất tiền mọi người à. Ôi mình bị té cái là mình mất tiền. Trời ơi, chết rồi. Mất tiền chung luôn, mất tiền chung ấy. Ôi. Chạy rồi rớt tiếp rồi mọi người. Đừng cay ơi. Cực chân, tôi
trượt chân. Ôi mọi người ơi, Shippy đã đặt được block qua bên căn biệt thự nè, để mình qua bên căn biệt thự xem có bên đó có gì nha. Đi vô xem thử coi. Ấy, ui. Wow. Một căn biệt thự to đùng luôn. Wow. Ủa gì đây? Có chủ nhà nè, bán kim cương, lít vào đây, bán dưa hấu lít vào đây. Ui, tôi có kim cương này, đây tôi bán kim cương nè, tít. Tít. Ô, 2000 đô. Trời ơi mấy bạn ơi, mình được 2000 đô nè. Gì vậy? Cái gì đó, tôi bán coi. Wow, kim cương bán được 2000 đô nha. Ủa khoan từ, trong kia có ai đây? Nó ngay cái số 2020 luôn rồi bạn. Ê mọi người, bên trong này có ăn trộm nè. Ăn toàn trộm kìa. Ăn trộm. Trời ơi. Trong căn biệt thự này có ăn trộm. Quýnh. Ôi, ăn trộm. Bên thử nào vậy? Đây nè, bên này nè, Sám ơi. Rồi rồi, tôi bán kim cương cho. Tôi có 3 cục nè. Ở cái chừng té ra mất tiền luôn á. Ui, căn trộm kìa. Trời ơi. Cái ông nó cũng biết hóa trang luôn. Cái ông chủ nhà này ổng giàu quá hay sao á, trong nhà của ổng quá chăn trộm vô đây ăn trộm đồ luôn. Trộm trên này nè mọi người, ép. Quýnh đi, mấy ông ăn trộm đi, mình giúp chủ nhà biết đâu ông thương mình ông tặng cho mình nguyên cái nhà luôn. Ê, tôi mới chợt nhận ra vấn đề là ai cũng có giáp hết, sao mình nhìn mình bỏng manh quá ta. Ôi, cái gì á, sao mua giáp kim cương vậy? Ra vậy. Tôi nhà giàu, tôi ngồi tôi đào, tôi làm lụng, tôi có ăn nha mấy người nha. Ôi nè, Sam ơi, Sam nhìn Phong nè. Ông mới là nhiều tiền nè. Trời ơi, ok, đi vào. Thôi nè, ông chủ nhà, tôi nói ông chủ nhà nghe nè, hồi nãy là may mắn lắm mới có bọn tôi vô giúp ông gọi là tiêu diệt mấy tên trộm á nha. Bây giờ là ông canh chừng cái nhà một tí nữa tôi kiếm được kim cương tôi quay lại tôi mua tiếp. Đó, ok, đi mọi người ơi. Đấy, ra ngoài đây, Ui, biết rồi Phong, biết sao không? Biết sao mình không mua được không? Mình chưa đủ tiền. Trời ơi, mình mới 2000 tiền sao mua cái nhà bự vậy? Mình mua mình nhà nhỏ thôi. Đúng rồi, 2000 đô chưa đủ đi để mình mua căn biệt thự to vậy đâu. Bây giờ nè, mình đào block để mình đi qua bên kia. Ui, cái chân té nha. Đừng có đạp tôi. Bây giờ nè, ai mà bị té cái là đền, là phải đền tội cho Hero Team bởi vì đã làm mất hết tiền của Hero Team. Trời ơi, đáng sợ quá. Mình có kim cương là mình có thể bán rồi mình mua nhà. Đây, từ mọi người ơi, tôi có 4 viên kim cương, tôi qua tôi bán rồi mua nhà đã. Để xíu. Trời ơi, giàu vậy. Đây, có kim cương rồi nè. Ủa gì? Ủa sao con heo mà nó lại đẻ ra quả, cái quả trứng gà? Ủa, gì cây vậy? Ủa, sao tôi thấy, ơi mọi người, hình như tôi mới thấy con heo đẻ ra quả trứng gà sao mọi người? Trời ơi, bị khùng nè. Con heo sao đẻ trứng được không? Nghe bị ảo mà Phong ơi. Tôi không biết nữa, tôi mới thấy con heo di chuyển cái nó có xuất hiện nguyên quả trứng. À không, hình như của con gà. Phong ơi, tôi cũng thấy con bò biết bay rồi Phong ơi. Trời ơi, gần 7000 tiền rồi mọi người ơi, gần 10 luôn rồi. Yeah, chúng ta sắp có tiền rồi, chúng ta gọi là mua biệt thự rồi, cố lên mọi người. Giàu quá. Ê, gì vậy? Cái gì? Đâu, tiền của tôi. What the hell, bro? Bạn đưa ra cái luật gọi là ai té và phải đền, giờ bạn đền đi rồi. Để mình đứng đây mình đào mình đền cho mọi người. Ôi mọi người ơi, ở bên kia có cái hòn đảo gì kìa, bây giờ mình qua bên đó đi mọi người. Qua đây. Đi thôi. Ơi mọi người đào nãy giờ có được gì không? Tôi không được gì hết trơn à. Nè, tôi được giống nhòm nè. Đẹp không? Đó, đi nhòm nè. Ok, nhanh xíu ơi, mình qua bên kia mình xem thử. Ủa, giờ sao mất tài hình này? Ê, cho xem hỏi có ai xu đôi dép, sao tôi mất đôi dép vậy? Em xu. Simmy lấy trộm dép của Sam. Ôi, trời ơi. Không cảm đi, trời ơi, kinh tế khó khăn mà bạn. Đâu, để tôi xem coi ở bên này. Cho cái quần nè. Đâu, để tôi xem coi bên này là gì đó. Ui, có ăn nước nè mọi người. Ơi, có ăn nước bên này nè. Bán than đâu, đâu, vào đâu, đây. Chỗ này mình bán than được mọi người ơi. Lít vô. Mình có than nè, để mình bán. Lít. Ui. Phong Minh lên lại được 3000 đô rồi nè. Hợp lý cái gì đây? Chỗ này bán gì đây? Ủa, sao lên 3000 đô hay vậy? Mua nông trại hả? Hồi nãy mình không mất tiền là giờ mình 10000 đô rồi không? Mình xin lỗi được chưa? Ui mọi người nhìn nè, ở chỗ này hình như là một cái ruộng lúa. Ui mà hình như chỗ này mình mua được cái đảo này luôn hay sao mọi người? Bên này nè đây bán đảo được không? Mua nông trại với giá là 3000 đô. Ok, mua luôn. Từ hình như là bên đâu? Này mình mua được nè. Từ đâu rồi, cái hàng nướp hồi nãy á mình mua qua cái hàng nướp hay sao á. Từ nướp đâu là ai đây? Nướp đây. Ai Phong, nó đang chào mình đó bạn, nhưng mà chắc là mấy bạn sẽ không thấy được cái chữ hiện lên đâu. Giờ mình sẽ đọc cho bạn nha. Đây, nó đang chào mình nè. Bây giờ là mình sẽ muốn mua nhà nè. Bạn có muốn mua nhà vô, tôi muốn mua nó hết 3000 đô. Thanh toán, click vào đây, kết thúc. Yeah, bạn không đủ tiền.
Ủa gì kì vậy? Ủa gì kì vậy? Từ từ, nó bán nhà bao nhiêu? Muốn mua nó. Ui 30.000 đô anh em ơi, không đủ rồi. Trời ơi là trời. Cái thằng này nó ngu thật rồi, Phong ơi, cái ruộng lúa này cho tôi còn không thèm bị đặt bán 30.000 đô. Ơi, nhưng mà cái ruộng lúa này chúng ta mua xong chúng ta có thể trồng được rất là nhiều lúa, chúng ta kiếm thêm tiền á. Trời bây giờ chúng ta phải tranh thủ đào thêm kiếm thêm tiền anh em ơi. Khổ quá. Qua đây mọi người, qua đây. Trời đào tiếp lấy tiền mọi người ơi. Đào. Gọi là 10.000 đô tôi đi mua cái nhà cao lầu dưới hơ cái trời. Ơi, có ai có than hay là sắt hay gì không? Đưa đây tôi đem tôi bán tôi lấy tiền tôi mua rồi. Đây mình có than nè, đây mình có than nè. Đây. Ôi, Phong ơi. Trời ơi, bây giờ mình mới để ý là trong người mình có 17 viên kim cương luôn bạn ơi. Hợp lý, đưa đây. Ồ, còn ai còn gì không? Hết rồi. Hết rồi, rồi mọi người cẩn thận nha, cái chân té là mất tiền nữa nha. Mình đứng yên đi. Nó ai nhúc nhích nó làm cuốn nha. Ok, đây, để tôi qua bên đây à, ở cái gì, ai nhúc nhích làm cuốn trong khi tôi đang di chuyển á bà. Bà chữa được cuốn không? Sợ rớt. Ok, rồi bây giờ mình qua đây nè. Mình sẽ bán kim cương. À, ok, ui, 10.000, 12.000, 14.000 đô. Hợp lý. Từ, ui, cái này mình có thể mua nhà đó nè bạn. Tôi có thể giúp cho bạn nhận nhiệm vụ nè. Click vào đây. Cái gì đây? Nhà tôi đang bị trộm, bạn có thể giúp tôi được không? Ủa, được hả? Ôi, mọi người, hình như nó đang yêu cầu mình là vô trong kia gọi là đuổi mấy tên trộm ra ngoài nhà giúp cho nó sẽ cho mình tiền hay sao mọi người? Qua đây. Ủa, được rồi, đi mọi người ơi. Qua đây. Cảnh sát luôn hả? À, đừng có té ra. Nè, đừng có té nha. Bây giờ ai mà té một cái là mất hết tiền đó mấy bà ơi. Trời ơi. 14.000 đô nha. Qua đây, 14.000 đô lận chứ phải 14.000 đâu nha. 14.000 đô là 10 năm làm YouTube của tôi luôn á. 10 năm làm mới được á. Cái đạo còn đúng là 10.000 đô á ba, trời. Quay. Ơi ăn chảo nè, quýnh mọi người. Mọi người ơi. Ủa mà sao đông như vậy? Đen xì mày. Bây giờ mình chỉ cần tiêu diệt được 10 tên trộm là bọn mình sẽ có tiền đó cô mọi người. Ok, 2 tên. Ok. Ui sao nhiều quá vậy? Trời ơi, sao đâu đây tôi làm party té trộm mọi người. Trời ơi. Thực ra là bây giờ mình mới để ý là mấy thằng trộm này nhìn mặt nó giống mấy thằng khỉ đó mọi người. Hình như ở ngoài sân bóng vẫn còn. Mọi người tiêu diệt trong nhà tôi ra sân bóng cho. Nó hóa trang cái xấu để lên hình cho đỡ xấu hiểu không? Ôi, bắt lên màn hình. Thôi mọi người ơi, tôi nghĩ mọi người đây phụ tôi chứ đông quá. Tôi kêu mọi người trong nhà nhưng mà đông quá. Trời ơi, nó gì tầm thỉ vậy? Nó rủ dòng họ nó đi cướp cái gì nhiều vậy? Đông vậy cái gì mà. Ê ơi, bình thường tôi thấy mấy tên trộm mà đi có một người mà tên trộm này đi đến tận gọi là một đám luôn. Trời là rủ nguyên cái trường đi cướp chứ là. Ôi bên này nè mọi người, phụ nha. Trời ơi, nghe xin banh đi luôn. Thủy nè, cướp thủy nè. Trời ơi, okay. Ra cướp ra banh nè. Hey. Cố lên, yes, mọi người nè, đủ nè. Tôi kìa, nó bắt nạt tôi kìa. Mày dám bắt nạt Sammy vậy? Ok, bên này. Yeah. Ủa đông quá mọi người ơi. Hello mọi người, bây giờ tôi mới tới nơi bởi vì tôi đói quá, tôi không đi nhanh được. Trời ơi, người ta tới xong rồi. Ai sao không nói tôi có quá trời đồ ăn đây, tôi nằm lại. Chinh. Nè. Nè, cái cho quả trứng gà luộc ăn chơi nè. Rồi, bây giờ bọn mình xong nhiệm vụ nè, bây giờ mình ra ngoài tìm cái thằng chủ nhà đi, nhiều khi nó cho mình nguyên căn nhà luôn á mọi người. đã. Đây, tôi ra tôi xem thử coi. Đây, anh chủ nhà nè. Anh chủ nhà ơi, bọn em đã đuổi xong mấy tên trộm ra rồi. Từ. Ồ, cảm ơn bạn đã giúp tôi. Ủa rồi anh chủ rồi. Trời ơi, anh chủ rồi. Anh chủ, rõ ràng là anh nói rằng là em giúp anh sẽ cho em tiền mà sao tự nhiên em bắt vô người anh biết mất rồi. Sao ông tin người vậy? Lần sau ai nói gì đừng có làm nha. Trời tin người quá. Gì kỳ vậy ta? Ủa? Trời ơi bạn ơi, mình bị lừa bạn ơi, game mà cũng lừa mình nữa. Trời ơi là trời, đau khổ quá. Thôi chúng ta quay về tiếp tục đào lúa kiếm tiền nào. Cây thật sự trời bạn ơi. À mình có sắt, hình như là sắt vẫn bán được hay sao, nhưng mà bán bên khác. Ok, thôi bây giờ bọn mình sẽ tập trung đào tiền để bọn mình bán, bọn mình mua mấy hòn đảo khác nha các bạn nha. Đào đi mọi người, cố gắng lên. Đây cũng khá là nhiều tiền rồi đó, 36.000 đô rồi, cũng khá là nhiều. Thôi chắc là đủ rồi đó, để tôi qua tôi mua cái dư rồi chứ sao giờ. Nè okay. Cẩn thận nha. Ê, nhưng mà không biết mình mua cái ruộng rồi mình có được cái gì không ha, hay là mình mua mình chân thôi chạy. Trời ơi, mua cái ruộng để làm ruộng chứ không mua cái ruộng để làm mặt tây mua đó nhà nè. Tôi muốn mua nhà. Vâng, tôi mua nó, thanh toán. Ok, click vào đây, kết thúc.
bạn đã mua nhà thành công. Wow, hay quá mọi người. Ủa, cái có rơi đại gì không vậy? Ủa, cái sổ đỏ nè. Cái sổ đỏ. Có sổ đỏ luôn bạn ơi. Trời ơi, vậy? Sổ đỏ nhà nước, từ từ để mình xem coi. Ui, ký tên nước nè, sửa sổ chứng nhận nào hợp lý. Ok, vậy là mình có hòn đảo này rồi. Hòn đảo này của tôi nha mọi người. Ủa mà sao cái nhà nó xấu quá vậy? Ủa Phong ơi, tự nhiên nó mất nhà xong cái nó chui xuống đất nó nằm nè Phong ơi. Núp nè. Đâu? Nó mất nhà rồi vậy, nó ở dưới này Phong ơi, tội ghê á. Nó mất nhà cho nên giờ chui xuống đất nó ở bạn ơi. Núp ơi, núp. Ơi nhưng mà cái nhà này xấu à. Tôi thấy cái nhà này xấu quá rồi. Mình nghĩ tôi nghĩ là chúng ta. Ôi mà khoan, tự hình như nó có nhiều phòng á. Bên này một phòng nè, bên kia một này, phòng nè. Trời ơi, tôi không tin bỏ ra 30.000 đô la mua cái nhà như cái chợ vậy. 30.000 đô la để mua cái nhà xấu quá vậy hả trời? Ủa? Mà biết sao tôi phát hiện ra trong cái nhà nó có toilet. Chết rồi, đi ra bụi chuối làm rồi. Trời ơi, đi toilet. Không sao, không sao. Bây giờ nè, ở chỗ này là mình mua cái nhà. Ủa, ai xây cho nước cái nhà vậy? Trời ơi, nó chạy lại cái gì thôi được rồi. Bây giờ nha, bọn mình đã đến được cái mức đầu tiên là mua được cái ruộng rồi nè. Là bây giờ bọn mình sẽ tiếp tục là bọn mình sẽ cố gắng kiếm tiền để mua được căn biệt thự bên kia. Rồi cố lên mọi người, cố lên, tiếp tục đào nào, đào. Ôi khoan, từ hình như nãy tôi thấy là cái này mình đào bằng cái kéo nó nhanh hơn hay sao. Đào tôi thử coi. Ai vậy, tôi đào với ông cho. Trời ui, nhanh hơn nè, nhanh hơn nè. Được, đây mọi người lại đây, tôi chế cho mọi người một cái kéo nè. À, tha hồ mà đào. Ủa cái này là gì đây? Ủa này là gì đây? Ui, ôi, cái gì vậy? Cao đây, ôi. Ui, quá. Cái này, ôi, xem nó bay màu. Cái này là cái búa của Thor mọi người ơi. Khi mà chúng ta quên nó chúng ta thể bay được, coi tôi nè. Ui. Trời ơi, rồi sao? Cái gì? Ông cái gì vậy? Không có tiền luôn. Thôi, nó bảo rồi là tôi sắp. Cái thông báo á. Tôi không biết gì hết trơn á. Ok thôi, mình đào lại từ đầu đi mọi người. Thôi tôi ra nhà Đức tôi sống một mình nên chứ chắc là mệt quá. Thôi em đi ra với Đức ở. Đức ơi, tôi thích cậu. Trời ơi, ơi kìa cây. Kêu Đức ơi, tôi thích cậu kìa cây. Giờ làm gì cây? Ây, em dám thích Đức mà. Còn cây thì sẽ ở lại đây thích Phong. Gì vậy? Dạ? Ủa trong phim là cây phải đuổi theo xem chứ. Thôi, tôi nhảy xuống dưới luôn. Đào đi mọi người, đào đi. Trời ơi mọi người này lười biếng quá. Chúng ta phải cố gắng để mua được cái nhà biệt thự ở bên kia. Ok khoan từ, bây giờ mình qua bên đó mình xem cái căn biệt thự đó nhiêu tiền nha. Nhưng mà từ, có ai có lóc không? Đây tôi có nè, tôi có lóc nè. Đây tôi có lóc đó đi. Đây tôi có lóc nè, xong rồi đó. Có một lóc sao qua, sim đặt đi sim. Trời ơi sao để con gái chân hiểu tình mình đặt vậy? Ờ tại vì là bây giờ tôi full đồ rồi. Thôi full đồ luôn rồi, giờ đâu có còn nữa. Sim đặt lóc ở đó nha. Tôi đào tiếp đây. Trời ơi. Okay. Ủa trước mặt chúng ta là một anh người mình anh nhiều đồ quá đó. Mình sẽ vứt đi hết. Ui, rồi xong, tôi lỡ vứt cái sổ đỏ luôn rồi. Rồi xong. Trời ơi, khổ vậy. Tôi không biết, trời ơi. Rồi xong. Mình yên tâm đi. Ông biết ông bao nhiêu tiền không? Không sao, Kai đã xây một cái ngôi nhà. Kai đã xây cái ngôi nhà gỗ gần nhất rồi. Núp đâu có dành lại đâu, yên tâm. Còn sống mà mọi người, đôi khi chúng ta phải ngu một vài lần, hiểu không? Ê Phong ơi, mình mới tìm ra cái trò này hay lắm nè. Đây cái cây búa thò này nè, bạn có thể đánh được cái ông dân làng đằng đây nè không? Đâu? Đây nhìn mày nè, đây chị em xích ra, đây. One, two, three. Wow. Ơi, cái gì ác vậy? Gì ghê vậy, cái búa này ném được hả? Ây, cây ơi. Ông leo quá trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tôi ném thử cây té luôn. Cái búa, ôi cái búa này mình ném xa được cây ơi. Cây, coi Phong nè, coi Phong nè. Ui, đó, ui. Cái gì mình té được rồi. Trời em nội này đúng chạy châu luôn á trời. Hết sạch tiền rồi, từ nãy giờ báo quá báo trời ơi. Rồi, tiếp nè. Bây giờ có ai có tiền gì không? Chúng ta mua thử cái đảo coi nó làm. Mình có 2 cục vàng nè bạn. Mình có 2 cục vàng nè. Ôi trời ơi. Một cục kim cương. Bây giờ mình đứng đây mình đào đi, đào khi nào có tiền thì thôi. 8 hours later. Trời ơi mọi người ơi, tôi đào mới nổi mà cái kéo tôi hỏng mất tiêu rồi. Cái này là gì đây? Ui, ống nhôm. Hợp lý. Rồi từ để mình qua mình mua thử cái hòn đảo bên kia coi được cái gì nha. Đây qua nè, mình đang có 13.000 đô. Hồi nãy Sim kêu cái đảo này được nhiêu Sim? 5.000 nè, rẻ quá. Đúng không? Vâng, tôi sẽ mua nó, thanh toán, mua luôn cái đảo. Ui, sổ đỏ cái đảo nè. Em không ơi, em biết tiếp theo mình nên làm gì không? Bây giờ mình mua cái đảo này rồi đúng không? Đứng xích ra Sam, ơi, đứng xích ra. Bây giờ chúng ta hãy làm việc này nè. Ôi, cái gì vậy cây? Trời ơi, cây ác đúng không? Đẩy chủ nhà xuống luôn không ác gì không nội? Ôi, ông xuất hiện lại nè. Từ từ. Ông xuất hiện lại. Ủa rồi, thay từ bây giờ mình mua cái hòn đảo này thì mình được cái gì mọi người? Vấn đề là được cái đảo đó phải không? À, cái đảo này mới đi mình mở cái cơ sở đi toilet á. Ôi, cái nhà cho mình. Mọi người,
Ủa sao sáng từ hình như tôi mới thấy tôi hiện ra kim cương mà sao biến mất rồi. Ủa tôi mới giờ thấy là tôi mua cái hòn đảo tôi được kim cương nè. Ủa kỳ vậy. Nghèo chập ảo giác em. Ờ à, không sao sao. Bên này có cái gì mọi người nhớ đẹp. Ờ cái đảo đẹp nè, qua đây đảo chơi nè. Đảo nào cái gì nè. Này bên này. Ồ ok đi qua cái hòn đảo bên này có gì nè. Qua xem thử coi. Đây. Ông nào mà làm gì tôi nha, tôi ngồi cho mấy người bay lên trời luôn á. Vậy cho nhanh rồi đó. Qua quá nhanh luôn, ok rồi. Áo này đẹp nè. Nhưng mà vậy? Quá trời lúa rồi, kiểu luôn. Từ ông này ông bán cái gì đây để mình vô mình xem coi. Trời ơi, cái đảo này 40.000 đô, ok, hay quá. 40.000 đô bây giờ bán cà rốt nè, với là bán lúa, khoai tây. Ui, mình bán được nè mọi người. Bán cà rốt, khoai tây, ôi nhưng mà mình đâu có cà rốt, khoai tây. Ủa khoan từ, mọi người ơi, hình như ở ngoài đây mấy ông trồng nhiều đúng không? Đâu. Trời ơi, ăn cắp đồ mấy ông xuất bán của mấy ông xinh. Đúng rồi, mình lấy đồ của mấy ông xinh bán lại cho mấy ông hợp lý quá rồi còn gì nữa. Mấy ông cũng không biết đâu mọi người, mấy ông đâu nhìn đâu mọi người, khổ quá. Ôi, bán cũng được 100 đô nha, cũng hơi bị nhiều quá nha, hợp lý. Trời ơi, mình bán hết đống này là mình sẽ có đủ tiền để mình gọi là mua luôn cái căn biệt thự bên kia luôn á. Ok. Ăn cắp đồ chủ xì mình, đi bán đôi đồ chủ xì. Mình thấy cái chỗ này nó khá là chill, mọi người thấy nó khá là thư giãn, mình thích cái chỗ này hơn á. Mọi người hình như có mỗi mình tôi bán được, mọi người đào được khoai tây mọi người đưa cho tôi bán cho. Còn có lúa bán không được, chỉ có khoai tây với là cà rốt thôi. Cà rốt nè, đúng để rồi. Để tôi qua bên này tôi coi căn biệt thự bên kia, cái ông kia ông bắt mình đuổi trộm xong cái ông gọi là ông không cho mình gọi là cái gì hết trơn. Ông xù luôn. Xù luôn bán gì đây, bán vàng nè. Với lại bán lúa. Ê, có bán lúa bên đây nè mọi người. Đâu vậy? Bên đây nè, bên đây nè. Tôi đưa đồ ra, tôi đưa đồ vô nè, tới đây đi. Tôi muốn mua cái nhà này 25.000 đô. Ui trời, vậy là 10.000 đô nữa. Tụi mình có 10.000 đô nữa bọn mình mua được cái nhà nè, hợp lý. Ôi, nè, đưa đồ nè. Đây, tôi. Yeah. Quá nhiều luôn. Có vàng không? Có bán vàng không? Tôi đưa vàng cho. Thôi không cần đâu. Mình bán mấy cái củ cà rốt lại là khoai tây này thôi là mình đủ tiền rồi. Ok. Trời đủ tiền rồi nè. Giàu quá mấy bạn ơi. Hả vậy? Ủa? 27.000 đô nè. 27.000 đô hình như đâu đủ đâu. Cứ bán tiếp. Cái này 40 lận. Vậy tìm mua nhà bên kia kìa, cái nhà đẹp đi mua đây làm chi. Bán nè. Ờ nhà này đấu gì đâu, ngồi bán cái cây ấy kiểu hơi bây giờ qua biệt thự sống cho sang mọi người. Ôi, tôi bán được 40.000 đô nè mọi người, 40.000 đô mình mua cái nhà bên kia kịp ông ta, đủ không ta? Đủ, hoặc là mình mua to, có nhà nào to nhà này không, nhà này tụi mình lăn xả không đủ ông ơi, mua cái nhà nào bự là bự luôn, bự như cái trường học của tôi á, tôi mới có chịu. Có cái căn biệt thự ở bên kia, cái ông kia ông bán đắt quá à, gì ta, ông... Ấy. Tôi té rồi! Trời ơi! Mất hết tất cả rồi. Mày trời ơi, lẩu xe ơi của tôi đâu? Không ơi, tôi xin lỗi Sam. Kỳ quá vậy bạn. Tôi đã không thể nào lo cho Sam được một cuộc sống nhà lầu xe hơi rồi. Trời ơi, bây giờ bạn ơi, mấy câu đấy tụi mình nữa, tụi mình đã có gần cả 20.000 đô như đấy, mà tính 25.000 đô. 25.000 đô để mua được cái nhà này thôi, không sao, Sam yên tâm đi, để Phong cố gắng bán cái đống cà rốt này đủ 25.000 đô mua nhà cho Sam. Ghê luôn á, trời ơi. Em mà nhà bên này, nhà cái ông mà chạy này bao nhiêu tiền vậy cho tôi biết á. Tôi để tôi xíu, tôi... không, cái nhà bên kia là cái ông kia ông trốn mất tiêu, mình không mua được. Trời ơi, trốn rồi. Tạm yên tâm. 25.000 đô nhanh mà, đây để Phong bán cho. Đó, lên vô. Nhanh vậy? 7.000 rồi nè, 7.000 rồi nè. Nhanh vậy? 8.000, 9.000, 10.000. Nhanh quá Phong ơi. Quá là nhanh luôn. Làm cái này cũng nhanh ha. Vua tốc độ. 25.000 đô. Ôi mà khoan từ, bán có một củ khoai tây thôi mà 100 đô luôn. Hơi bị đắt luôn nha. Trời, khoai tây giác vàng. Không có củ khoai tây màu vàng không? Nó khoai tây giác vàng đó. Mà mình đang cắt của ổng xong mình bán cho ổng mới ghê chứ. Mình lấy khoai tây của ổng xong mình bán lại cho ổng mà ổng vẫn đồng ý ghê thiệt. Ok. Ông này ghê thơ quá. Lấy lỗ nằm lại. Đó, rồi ok, 25.000 đô. Đi, qua nè nha, ông mà rớt xuống nhà tôi thoát ghê luôn, tin không? Tôi không rớt đâu. Đây tôi biểu diễn cái cua. Tính ra là bạn cầm tròn 25.000 đô luôn, nó tròn luôn. Đúng rồi, tròn chỉnh luôn nha, đừng có làm nó rớt. Đừng cho nó tròn thì số 0 nha. Ok, mua nè. Tôi muốn mua. Rồi, xin cái nhà đi chơi ơi. Thanh toán, kết thúc. Mua thành công. Vô xem xem ơi, vô xem nhà mới. Cái nhà này có nguyên cái tivi to đùng luôn nè mọi người, hình như mình ngồi được. Lên xem.
Wow, TV ta đùng nè. TV lên xem một hình nè. TV có TV bếp nè. Bếp nè, rồi. Còn này là gì? Rồi toilet đâu? Từ từ, quan trọng có toilet nè Phong ơi. Ở nhà này không có toilet rồi. Lừa nữa rồi. Có tầng. Từ từ. Để cho tầng xem thử coi. À tầng cái này là cái giường ngủ thôi à, chứ không có toilet luôn. Rồi xong hôm sau mình tới cái nhà nút, mình đến cái nhà 30 triệu. Bây giờ theo này đi. Ở bên nhà nước á thì có 3 ngôi nhà. Còn ở bên đây thì chỉ có một phòng ngủ thôi, cho nên cái phòng này quyết định là nhường lại cho Phong. Còn ba nhà kia Phong nhường mọi người á. Ông ta có cái sổ đỏ không? Ông ta có cái sổ đỏ không? Nói chuyện okay, cây mọi người ơi. Thì ngày hôm nay nè, mình với lại Simmy và Kyron và Sammy bọn mình đã cùng nhau kiếm tiền hero. Bọn mình đã mua được rất là nhiều nhà. Thật ra có đúng cái nhà thôi, nhưng mà trải qua rất là nhiều khó khăn, bọn mình cũng có được nhà rồi. Mấy bạn thấy đó, chúng ta thường nói rằng là có công mài sắt có ngày nên kim. Chính vậy cho nên những bạn nào mà gọi là cố gắng thì chắc chắn các bạn sẽ gặp được sự thành công. Bởi vậy cho nên các bạn hãy cố gắng học thật là giỏi để mai này kiếm tiền phụ giúp ba mẹ nha. Đó, đừng như cây đo suốt ngày chơi game nha bạn. Đó. Ôi gì vậy? Okay. Còn bây giờ bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tôi biết ông chuẩn bị làm gì rồi cây đo nè. Bạn không đáng trước được những gì mình sắp làm đâu.